tôi là Luffy, rất vui khi gặp ông. Những là quái gì vậy? Bắt lấy chúng ngay bây giờ. Nếu súng không hoạt động, hãy dùng tiếng mắt hắn ta. Tuyệt vời. Đồ rù. Không sao, thuyền trưởng. Này, có phải là thứ ông đang tìm kiếm không? Cơ thể của tôi. Tên chồng hoàn hảo. Đến lúc biến mất, Buggy. Dừng lại. Như thế tôi sẽ để cho ông muốn làm gì thì làm ư? Chết tiệt, buông ra, thằng nhãi này. Kế hoạch 3 năm của ông kết thúc ngay bây giờ. Sao? Kế hoạch của ta, nó sẽ không đi chạch hướng. Ông nghĩ rằng tôi sẽ đưa một tên hải tặc nào đó đã từ bỏ tên của họ ra biển cả. Tôi là Monkey D. Nucky, và tôi sẽ là vua hải tặc. Không hiệu quả đâu nhé. Nằm bên dưới, đây là kết thúc cho mày, nhóc con. Nó chắc chắn là kết thúc. Ông có phải là Arlong? Arlong, nó là tên của ta. Tôi là Luffy. Luffy, hả? Và chính xác thì mày là ai? Một tên cướp biển. Và một tên cướp biển muốn gì ở ta? Mày vừa làm cái gì vậy? Ông đừng làm hoa tiêu của tôi khóc. Cuối cùng thì tôi cũng biết cách cứu cô ấy. Chính vì nơi này mà cô ấy không thể. Tôi sẽ phá hủy tất cả mọi nơi mà cô ấy không muốn đến. Nhân thư cô, thằng nhãi con. Tiên trong hiến pháp của vương quốc Gram, những kẻ không vâng lời nhà vua phải chết. Đó là luật của đất nước này. Lâu đài này thuộc về ta. Sao mày dám phất cờ của kẻ lang thang đó? Đồ ngu, mày đang đứng trên pháo đài của ta. Ông đang làm gì đấy? Đó là lá cờ biểu tượng của bác sĩ. Này, lão miệng rộng. Ngu dân. Ông thậm chí không biết lá cờ cướp biển này có nghĩa là gì. Lá cờ cướp biển ngu ngốc đó chẳng có nghĩa lý gì. Ta sẽ phá hủy nó nhiều lần nếu cần. Coi chừng đại, hãy tránh nó ra. Ông không thể phá hủy nó dù cho ông đã cố gắng muốn làm vậy. Dấu đầu lâu này, đó là một biểu tượng của đức tin. Xảo nó đi, đồ ngu ngốc. Nhìn thấy không? Ông không thể phá hủy nó.
Tớ không biết đây là lá cờ cướp biển của ai hay nó đến từ đâu, nhưng đây là lá cờ mà cậu cam kết cả đời. Cậu không phải là một trò đùa. Nó không phải là loại cờ mà một tên leo lẻo nhếch mép như ông có thể tiêu diệt. Không nên gây rối với ai đó nếu ông chưa chuẩn bị. Tôi không quan tâm ông là ai. Tôi sẽ vượt qua ông. パンチの打ち方を知ってんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパー。あのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖のこれを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金鏡、何が空島、夢見る時代は終わったんだ。海賊の恥さらしだもん。パンチの打ち方を知ってるかって。 おい、冗談よせよ、ベラミー。お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。 私は神だぞ。何事もいいのままにする。私の思う世界を作るのだ。ついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出されたライオンはエネルギーを増幅させながら スカイピア全土闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。アマロゴン、グローム、アドリング。 空島と共に。エレクトラ、ならせ麦わら、サンドラの火よ。おのれ、届き物めが。アマゾンの
これでいいんだ。一緒に帰るぞ、ロビン。痛くも痒くもね。あと一撃入りゃ、ロビン。ピエルナフルール。画像だろうが出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのギガントゲットしてる。おく、味方か、そんなこと。お前らが勝手に決めろ。よっ、セカンド。うそ、ガムガムの。次こそその腕食いちぎって。ゲットホー。ブヤー。タフさは奥越えだな。巨人充実、水心を許さねえ。ゴムゴムのエレファントガン、エレファントガトリンガに働きかける速度たるや、もはや芸術。
麦わらのルフィ、急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもうこの島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。お前の顔はもう見たくねえ。ゴムゴムの、そうだ麦わら、お前俺の部下にしてやっても。グリグリマグナマイゴゼンラ。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。ドロー。しまった、仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。言われ惜しかったな。だがそろそろ死ね。いけるか、ルフィ。